gừng. Thì hôm nay á, Thoa muốn có một cái clip vui á, gửi tặng đến mọi người. Là Thoa ăn ha. Trời ơi, cái mắm gừng này người ta nói ăn ốc là nhờ cái mắm ha. Mọi người làm mắm gừng, ớt cho nó cay, thật là cay. Mà nó phải có chanh nha, phải có một miếng chanh vô. À, thấy không, nó dẻo dẻo mà nó ngọt ngọt thơm thơm và cay cay chua nữa. Trời nó ngon à. Đó, nếu mà mọi người ăn cay không được thì ít cay lại, nhưng mà cái này em làm vừa đủ cho nên rất là dễ ăn. Người biết không, cái ốc này hôm nay á em mua ở chợ nó tươi ha, ôm nên là nó rất là thơm mà giòn nữa. Rồi em làm rất là sạch nha. Em rửa với nước muối, em ngâm ngâm khoảng 15 phút đến nửa tiếng á. Sau đó em luộc khoảng nửa tiếng cho nó chín thật là chín. Ăn mọi người thấy chén mắm gừng của em không? Quá đã luôn. Ngon cực kỳ. Cái này á, này là phần đuôi á, nó béo lắm nha cả nhà. Nó thơm luôn. Nên là đây, em ăn cái phần nè, cái phần này là phần đầu nè, phần đầu nè. Nó giòn lắm nha. Mọi người mà muốn có những món ăn mà giống như em á, mình ra chợ mình mua ha, về nhớ rửa kỹ. Mà chủ yếu là mình làm phần nước mắm nè, ta cho nó ngon. Và em thử qua cái món gỏi xoài nha. Thông thường á, cái gỏi xoài á là em đã làm á, nó vừa ăn rồi ha, nó vừa ăn rồi. Thì bây giờ á, tùy theo khẩu vị của mỗi người, cái này cay chua ngọt nó có hết rồi ha. Ngon. Em mà ăn cái món này là em ghiền lắm. Một xíu của cái rau răm ha, rồi một xíu của xoài ha, kèm theo một cái miếng ốc. Không thể chê vào đâu được. Nó ngon cực kỳ. Gỏi ốc rồi ha. Cả nhà ham rất là đơn giản. Chỉ cần mình giả mắm, ớt, tỏi ha. Bỏ 2 miếng chanh và đường cho nó chua chua. Thế là ngon lắm luôn. Đây. Ha. Nó vừa ăn, mình không cần phải thêm một cái gì hết trơn. Đây nè, kèm với miếng ớt nè. Ngon lắm luôn. Ngon không cả nhà? Mọi người thấy em ăn mọi người có thèm không? Rất là ngon luôn. Thường thường á, khi mà em ăn cái xoài này á, không có ốc, không có rau răm nó đã ngon rồi ha. Mà bây giờ á, mình bóp cái gỏi này á, ngon không thể tưởng. Ngon quá cả nhà. Em chấm thử một xíu mắm gừng thử nha. Đây. Mùi gừng nó thơm quá.
Thì cay quá cả nhà, cay nhưng mà nó ngon lắm ha. Thì hy vọng á, những cái chương trình mà nấu ăn hay những chương trình này của Thoa sẽ giúp được quý vị và các bạn có những món ngon trong gia đình ha. Thì nếu mà quý vị và các bạn yêu mến chương trình của Thoa thì hãy bấm like và bấm nút theo dõi thường xuyên. Hẹn gặp lại các quý vị và các bạn vào những video kế tiếp.